Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 101. Bài này làm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần đếm đồng phân. Các em có thể là tham gia khóa học bằng cách truy cập vào trang web trên đỉnh đó. Quay lại bài mã số ID 101, bài này có thể yêu cầu các em trắng trợn luôn là đếm đồng phân bậc 3 luôn đó của amin. Như vậy kết quả là các em phải biết được công thức tổng quát của amin bậc 3 có dạng R1, R2, R3 và N. R1, R2, R3 là đối xứng nhau và tập xác định giống nhau. Vì thế, thầy có tổng R1, R2, R3 bằng 5. Các em dùng phương pháp đếm 3 gốc. Kết quả thầy sẽ có là 5 của thầy. Thầy phân tích được bằng hai bộ sau đây. Bộ thứ nhất là 1, 1, 3, tức là R1 bằng 1, R2 bằng 1 và R3 bằng 3. Thì trường hợp này của thầy sẽ có 2 đồng phân. Bộ thứ hai là 1, 2, 2, trường hợp này sẽ có 1 đồng phân. Kết quả tổng của thầy là 3 đồng phân. Đáp án đơn giản nhất, A luôn.